sẹo rỗ, sẹo lõm được xem là dạng tổn thương vĩnh viễn và nằm sâu bên trong da, cho nên hoàn toàn không thể tự đầy và càng để lâu thì càng khó điều trị. Cách để điều trị là phải cắt hoàn toàn chân sẹo dưới da. Chỉ khi các chân sẹo bị đứt gãy, các sợi tế bào xơ hóa bị phá bỏ thì vùng da sẹo mới có khả năng tái tạo và đầy dần lên. Sẹo rỗ không thể đầy được 100%. Với sự phát triển vượt bậc của nền y học hiện nay thì các bác sĩ da liễu thường sẽ phối hợp nhiều phương pháp trong cùng một liệu trình, kết hợp nuôi dưỡng nền da sẹo và chăm sóc phục hồi sau điều trị. Tuy nhiên, sẹo rỗ không thể trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể cải thiện đến 85-90%, tùy thuộc vào độ tuổi, mức độ sẹo, cơ địa và mức độ đáp ứng của người bị sẹo. Có 5 yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị sẹo rỗ. Yếu tố đầu tiên là thời gian điều trị sẹo. Khi bị sẹo thì các bạn nên điều trị càng sớm càng tốt, vì nếu để lâu thì cấu trúc xung quanh sẹo đã ổn định, việc trị sẹo sẽ khó khăn hơn và tốn nhiều thời gian hơn. Nếu điều trị sẹo rỗ sớm, ngay khi sẹo mới hình thành thì việc phá vỡ các mô sợi tế bào gây sẹo dưới da sẽ dễ dàng hơn. Ngược lại, khi để càng lâu, các liên kết tế bào ở chân sẹo sẽ càng chặt, dẫn đến việc phá vỡ sẹo sẽ càng khó. Bên cạnh đó, khi tuổi bạn càng lớn thì khả năng phục hồi của tế bào da càng giảm. Việc trị sẹo nên được thực hiện trước tuổi 25 để có kết quả tối ưu nhất. Vì ở giai đoạn này, tốc độ tái tạo của da nhanh, khả năng tăng sinh collagen cũng nhanh hơn và mức độ cải thiện sẹo sẽ cao hơn. Yếu tố thứ hai là khám và nhận định đúng loại sẹo rỗ. Mỗi loại sẹo đều có phương pháp điều trị khác nhau, vì thế cần phải chọn đúng phương pháp để đạt được hiệu quả điều trị sẹo rỗ tốt nhất. Có 3 loại sẹo rỗ cơ bản là sẹo Icebit, sẹo Bosca và sẹo Rolling. Với loại sẹo hẹp, chân sẹo sâu dưới lớp hạ bì như là sẹo Icebit thì phương pháp điều trị sẹo trên bề mặt sẽ không đem lại hiệu quả cao. Hiện nay phương pháp tối ưu nhất để điều trị sẹo Icebit là TCA Cross hay còn gọi là chấm TCA. Sẹo Rolling được tạo nên bởi sự xơ hóa của các tế bào, do đó phương pháp điều trị sẹo Rolling hướng tới việc điều chỉnh lại mô xơ. Bóc tách ấy sẹo có thể giúp sẹo Rolling đầy tối đa. Ngoài ra, laser soa hydrational và lăng kim kết hợp với serum công nghệ Gen 2 cũng mang lại hiệu quả tốt đối với loại sẹo này. Sẹo Bosca đáy nông thì có thể dùng laser retinal soa 2. Đối với Bosca đáy sâu thì kết hợp bóc tách sẹo và TCA Cross sẽ cho kết quả tối ưu hơn. Yếu tố thứ ba là kiên trì đi hết liệu trình và tái khám đúng hẹn. Tùy tình trạng sẹo thì khi thăm khám, các bác sĩ sẽ lên phác đồ riêng cho từng bạn. Để sẹo cải thiện tối đa nhất, các bạn cần đi hết liệu trình và tái khám đúng hẹn. Vì ở lần điều trị đầu tiên, các bác sĩ sẽ điều trị theo tiêu chuẩn nhất định để kiểm tra mức độ đáp ứng của da. Do đó, nếu chỉ điều trị một lần, các bạn sẽ không đạt được hiệu quả như mong đợi. Yếu tố thứ tư là chăm sóc da tại nhà sau điều trị. Việc chăm sóc da tại nhà cũng ảnh hưởng đến kết quả điều trị sẹo. Việc dặn dò của bác sĩ thực chất để đảm bảo sự phục hồi của da. 7 ngày sau điều trị là khoảng thời gian vàng để da tăng sinh collagen. Nếu bạn chăm sóc da đúng như lời bác sĩ thì sẽ duy trì tốc độ làm lành vết thương tối đa và quá trình điều trị sẹo diễn ra an toàn. Bên cạnh việc chăm sóc da đúng cách, nên sử dụng các sản phẩm hỗ trợ như BRB, serum, kem trị sẹo, kem dưỡng và kem chống nắng sẽ giúp thúc đẩy quá trình lành sẹo diễn ra nhanh và hiệu quả hơn. Yếu tố cuối cùng đó chính là cấu trúc da của mỗi người. Nó ảnh hưởng đến kết quả điều trị chính là cấu trúc da. Cấu trúc da phụ thuộc vào cơ địa, tuổi tác của bạn. Để đánh giá một làn da khỏe sẽ dựa trên những yếu tố như là mức độ căng bóng của da, độ đàn hồi, vân vân. Những bạn có cơ địa tốt thì hiệu quả điều trị sẽ rất cao và ngược lại.